Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì hôm nay là một ngày đầu năm. Bởi vì thế, mình sẽ mở đầu năm với một câu chuyện kinh dị, đó là cổ tích phiên bản kinh dị. Chắc hẳn câu chuyện này là nhiều bạn sẽ biết lắm rồi. Đó là câu chuyện Rìu Vàng, Rìu Bạc. Vậy các bạn khi xem video này có còn nhớ lại câu chuyện đó không? Nếu các bạn không nhớ thì mình sẽ kể lại sơ sơ về câu chuyện đấy nhé. Cũng ngắn thôi mà. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một anh nông dân tên là Nhanh. Và anh ta khá là nghèo, cha mẹ mất sớm từ nhỏ, không có anh em gì cả. Và tài sản duy nhất quý giá của anh ta chỉ là một cây rìu sắt cũ kỹ mà thôi. Và anh ta hằng ngày dùng nó để đốn củi. Hằng ngày tầm trưa đến tối là anh ta ra rừng và chặt gỗ. Và đến sáng hôm sau, anh ta sẽ vác những cái miếng gỗ đó lên chợ để bán. Người dân ở đây người ta thường dùng gỗ của anh ta để nung nấu. Chàng tiều phu ấy đều đặn chặt gỗ mỗi ngày. Cho đến một hôm, anh ta đã gặp một sự cố nhỏ. Chàng tiều phu ấy lây hoay mãi mà không chặt được cái cây. Bởi vì cái cây gỗ đó khá là cứng cáp, cho nên anh ta tức lắm. Và anh ta đã dùng một cách, đó là vung lực thật mạnh và chặt vào nó. Nhưng không may, anh ta đã vô tình làm rớt cây rìu đó xuống hồ. Anh ta bất giác quay mặt về phía mặt hồ để quan sát. Anh ta nhận thấy rằng cái hồ này khá là rộng lớn và nó rất là sâu, tầm cỡ 3 mét. Và anh ta không dám nhảy xuống để cứu lấy cây rìu, bởi vì anh ta đã nghe đồn rất là nhiều câu chuyện về nhiều người chết đuối ở con hồ này. Mỗi lần nhảy xuống cứ như là có ma già kéo xuống vậy. Chàng tiều phu đứng trên bờ khóc lóc bởi vì cái tài sản quý giá nhất của anh ta đã chìm sâu xuống mặt hồ. Anh ta không còn cách gì khác nữa. Từ đây anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ chết đói vì không có gì để làm. Vào lúc này, ông bột thấy chàng tiều phu khá là tội nghiệp, cho nên ông ta đã trồi lên và sẽ thử lòng ông ta. Ông bột rút ra một cây rìu bằng vàng. Sau đó ông ta hỏi: "Này người nông dân, có phải đây là cây rìu của con hay không?" Chàng tiều phu thấy ông bột trồi lên từ mặt nước cũng hơi hãng sợ, nhưng sau đó đã giữ lại bình tĩnh rồi nói: "Dạ ông bột, đúng là con đã làm rơi một cây rìu xuống hồ, nhưng đó không phải là cây rìu của con ạ." Sau đó ông bột rút ra một cây rìu bằng bạc rồi nói: "Vậy đây có phải là cây rìu của con hay không?" Chàng tiều phu liền lắc đầu rồi nói: "Dạ không phải ạ, cây rìu của con làm bằng sắt cũ kỹ ạ." Ông bột mỉm một nụ cười rồi nói với lại chàng tiều phu: "Con quả là một người trung thực, và bây giờ ta sẽ thưởng cho con cả 3 cây rìu bằng sắt, bằng bạc và bằng vàng này nhé, con hãy nhận lấy đi." Chàng tiều phu mừng rỡ mang 3 cái rìu về nhà. Anh ta nghĩ rằng với 2 cái rìu vàng và bạc, anh ta sẽ giàu to. Lúc bây giờ, người hàng xóm mới thấy anh chàng tiều phu cầm cái rìu bằng bạc và bằng vàng chạy vòng vòng, cho nên anh ta đã hỏi. Chàng tiều phu đã không giấu gì, cho nên đã kể lại hết sự việc cho anh chàng hàng xóm nghe. Và sau đó, anh hàng xóm đã về nhà của mình. Tên hàng xóm đã mang cây rìu ra bờ hồ, sau đó quẳng xuống hồ rồi chờ điều kỳ diệu. Một lát sau, ông một trồi lên cầm một cái rìu vàng và nói: "Có phải con đã đánh rơi cây rìu bằng vàng này không?" Hắn ta vốn là một kẻ rất là tham lam. Khi nghe thấy thế, hắn ta vội lên nghiền ngay: "Dạ đúng rồi ạ, hồi nãy là con vừa làm rơi cây rìu bằng vàng á, cảm ơn ông bột nhé." Nghe thấy thế, ông bột liền tức giận, rồi lôi kẻ hàng xóm dối trá ấy nhấn chìm xuống mặt hồ để trừng phạt. Và sự tích về rìu bàn, rìu bạc đến đây là hết rồi. Wow, các câu chuyện cổ tích này thật là hay quá đi ông nội ơi. Tưởng gì chứ, câu chuyện này cũng bình thường thôi. Ông thậm chí còn có một bản kinh dị của nó nữa cơ. Hả? Sao lúc nào ông cũng nghĩ đến câu chuyện kinh dị vậy? Vậy câu chuyện đó là như thế nào vậy ông? Được rồi, cháu có muốn nghe ông kể không? Trước khi kể á, cháu hãy kêu mọi người xem video này bấm like và subscribe đi. Dạ vâng ạ. Được rồi các bạn ơi, nếu như các bạn đang xem video này của mình á, thì đừng quên đứng like cho mình nha. Còn bạn nào á là mới xem video này của mình lần đầu á, thì hãy nhấn nút subscribe, sau đó nhấn chuông để nhận được thông báo nhé. Bởi vì ông nội của mình kể rất là nhiều cái chuyện hay đó. Được rồi ông nội ơi, cháu kêu mọi người bấm like rồi đó. Bây giờ là ông nội cái chuyện đi. Ok, xong rồi bé công. Sau đây ông xin kể về sự tích rìu vàng, rìu bạc phiên bản kinh dị. Câu chuyện là: bởi vì đây là một cái chuyện cổ tích, nó đã biến dị thành một cái chuyện kinh dị, cho nên nó là bạn nào sợ mất tuổi thơ thì không nên xem nhé. Còn bạn nào muốn thử thách tốt hơn á, cao hơn, thì hãy cùng nhau xem câu chuyện này nhé. Ngày xưa, xưa ơi là xưa,
có một anh nông dân nhà nghèo tên là Nhẩu. Nhưng anh ta không phải là những người như mọi người nghĩ. Anh ta xấu xa hoàn toàn. Hắn ta tuy nghèo nhưng mà hắn ta không phải là kẻ siêng năng chặt gỗ hay gì cả, mà hắn ta là một kẻ chuyên gia ăn cắp, ăn cướp. Hàng ngày hắn ta thường đi lanh quanh các khu làng, rồi chờ đợi người ta trong lúc ngủ gật hay là làm gì đó không để ý, hắn ta sẽ lẻn từ từ trộm tiền từ trong túi áo hoặc là cái tủ đồ của bọn họ, rồi lấy tiền tẩu thoát. Rồi cứ mỗi đêm đến, hắn ta lẻn vào nhà người hàng xóm, rồi trộm tiền, trộm cắp đồ đạc, ngay cả thậm chí là đồ ăn của bọn họ. Mỗi lần cướp được tiền hay là thứ gì đó quý báu, hắn ta liền chạy về nhà, rồi chôn nó xuống đất để giấu dần. Mọi người vì thế mà không hề biết được hắn ta chính là thủ phạm. Rồi cứ thế, hắn ta cứ ăn cắp liên tục, cứ lần này đến lần khác, khiến cho người dân ở đây vô cùng tức giận và yêu cầu quan lớn hãy điều tra về việc này. Nhưng mà có làm gì đi nữa thì bọn họ cũng đã không tìm ra kẻ thủ phạm. Bởi vì thế, bọn họ đã ra luật mới, đó là quan phủ đã cử người đến đi tuần tra khắp cả ngôi làng từ sáng đến tối, thay ca liên tục để bảo đảm an ninh trật tự và không có kẻ nào dám ăn cắp trước mặt bọn họ cả. Nếu mà bắt gặp được, chắc chắn kẻ đó sẽ bị xử tử. Hắn ta thấy thế liền tặc lưỡi, tức giận, bởi vì làm như thế là hắn ta đã mất đi cơ hội để trộm cướp rồi. Hắn ta bèn nghĩ cách khác. Thời điểm hiện tại trong câu chuyện là mùa đông, cho nên là thời tiết khá là lạnh lẽo, mọi người thường đu rú trong nhà. Cho nên hắn ta đã đi đến bờ hồ, rồi đi tìm gỗ để chặt, rồi dùng gỗ đó để sưởi ấm cho mình. Nhưng do vung tay quá mạnh, hắn ta vô tình làm rơi cái điều đó xuống mặt hồ. Mặt hồ đang yên tĩnh, bỗng dưng có gì đó chuyển động, rung lắc dữ dội, cứ như là động đất vậy. Sau đó, mặt hồ này, giọt nước nó từ từ biến đổi, sau đó nó chuyển sang màu đỏ, như máu vậy. Thấy máu, hắn ta giật mình, rồi ngã ngửa ra sau. Rồi một ông lão có râu dài bạc trắng hiện lên, tay ông ta cầm một cây gậy. Ông ta có vẻ rất là bí ẩn, hắn ta giọng run run, rồi nói, Nè, ông là ai thế? Tại sao mặt hồ lại chảy máu nhiều vậy? Sau đó, ông một rút ra trong người một cây rìu bằng vàng, rồi nói, có phải cây rìu này là con vừa đánh rơi hay không? Vốn là một kẻ tham lam, hắn ta thấy cây rìu bằng vàng rất là có giá trị như thế. Hắn ta liền nhanh nhẩu trả lời, dạ vâng đúng rồi ạ, hồi nãy tự nhiên con làm rơi cây rìu bằng vàng xuống, trời ơi tiếc quá đi. Cũng may là ông làm vớt lại giùm con nhé, cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm thấy thất vọng về sự không trung thực của hắn ta, cho nên ông Bục đã quay lưng lại, rồi thở dài, ông ta sẽ không trao cái cây rìu này cho hắn. Khi bị từ chối như thế, cảm thấy bị sỉ nhục, cho nên hắn ta đã rất là tức giận, rồi rút ra một con dao, xông lên. Trong lúc ông Bục không để ý, hắn ta đã lội thật là nhanh ra hồ, rồi đâm ông từ sau lưng, mà ông ta không hề hiệp trở tay. Nhờ đó mà hắn ta đã cướp được thành công cây rìu bằng vàng. Hắn ta cầm chặt cây rìu bằng vàng, rồi sau đó chạy thật là xa con hồ. Hắn ta không ngờ rằng lại là một việc liều lĩnh như thế. Mình có cây rìu bằng vàng rồi, đem đi bán thôi, mình sẽ giàu to. Này khoan đã, đừng vội bán tôi. Hả? Giống ai đấy? Là tôi đây, tôi là thần rìu đây. Hả? Dường như là có một linh hồn nằm bên trong cây rìu bằng vàng này. Nó nói bằng một cái giọng rất là đặc trầm. Này, cảm ơn người đã cứu ta khỏi cái tên bục chết tiệt nhé. Ngươi hãy khoan vội bắn ta đã, bởi vì ta có một công dụng khác. Hả? Công dụng? Đó là gì vậy? Theo như những gì mà cây rìu vàng này nó nói là khi cầm cây rìu này mà giết người thì sẽ không lộ dấu vết, không một vết nấu, không một dấu vân tay. Bởi vì thế, hãy cầm nó mà đi giết người đi. Gã thị phu trông có vẻ khá là tin tưởng cây rìu này, cho nên đã cầm chặt nó, tiến vào ngôi làng. Rồi sau đó, hắn ta đối đầu với những người lính canh trong làng. Thank you.
tục câu chuyện khi nãy, tên hàng xóm này đã có một cây rìu thần và nó sẵn sàng giết người, không để lại dấu vết. Và hắn ta lại gần từ từ về những phía người lính. Hả? Này, ngươi là ai thế? Này này, ngươi cảm gì thế? Không đến gần. Này, đến đâu? Bắn hoa lại. Không. Trong một chốc lát, bằng sức mạnh của cây rìu thần bằng vàng, hắn ta đã hạ gục được cả ba tên lính. Và có một điều là ba tên lính này không để lại một dấu vết, đó là máu và dấu vân tay. Hắn ta cười ha hả và đi ra. Hắn ta dường như không biết sợ là gì. Mục tiêu của hắn ta là giết hết tất cả những người lính canh và để dễ dàng trong việc giết người, để dễ dàng trong việc cướp của hơn. Sự việc giết người kia đã gây chấn động khắp cả làng. Mọi người ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Quan trên đang đau đầu tìm cách để xử lý cái tên kia, nhưng không thể nào tìm được dấu vết và bằng chứng. Ngoại trừ một người, đó là một anh nông dân tên là Nhanh. Anh ta đã chứng kiến hết những sự việc trên và tìm cách để trả thù. Anh ta cũng là một người tiền phu giống như tên kia vậy, nhưng trái ngược hoàn toàn, anh ta là một người khá là hiền lành, luôn muốn giúp người tốt. Anh ta không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh trên. Và một ngày nọ, trong lúc ra khu rừng để đốn củi, anh ta vô tình phát hiện ra mặt hồ nước có gì đó rất là kỳ lạ. Nó đỏ như máu, cứ y như máu người vậy, và cái vết máu này rất là rộng lớn. Anh tiền phu khá là tò mò và nghi ngờ có người chết nằm ở dưới hồ, cho nên anh ta đã lao xuống để xem có gì ở bên dưới. Sau khoảng một tiếng loanh quanh dưới con hồ, anh ta có cục muốn trồi lên. Rồi anh ta đã tìm thấy một thứ gọi là một cây rìu, nhưng nó được làm bằng bạc. Khi đem bơi lên bờ thì bỗng dưng chiếc rìu bạc này phát ra âm thanh. Xin chào anh tiều phu, tôi là rìu bạc. Tuần trước là có một kẻ đã lợi dụng sơ hở và giết chết ông Bụt rồi. Sau đó hắn ta đã cướp đi cây rìu vàng. Hắn ta đã dùng nó để giết người. Xin hãy dùng tôi để đánh bại hắn. Chàng tiều phu sau khi nghe hết mọi chuyện đã ồ lên một cái. Thì ra đó chính là động cơ giết người của hắn ta. Tối hôm đó, hắn ta cầm cây rìu vàng và tiếp tục đi giết người để cướp của. Hắn ta cười khoái chí và đếm tiền. Thì bỗng dưng có một giọng nói từ sau lưng. Này tên kia, dừng lại. Hả? Kẻ nào nói đấy? Anh chàng tiều phu cầm cây rìu bằng bạc mạnh mẽ bước ra rồi nói. Ta đến đây để trừng trị ngươi, trả thù cho dân làng, mang lại ấm no cho mọi người. Hắn ta nghe thế liền cười rất là to rồi nói. Ngươi nghĩ ngươi là ai thế? Bọn ngươi không biết ta đang cầm một cây rìu bằng vàng hay sao? Ta sẽ giết ngươi mà không hề ai biết ta chính là hữu phạm. Nếu như ngươi có cây rìu bằng vàng thì ta cũng có cây rìu bằng bạc vậy. Ta sẽ dùng chính cây rìu này để trừng trị ngươi. Cái gì? Cái rìu bằng bạc á? Ngươi dám? Không thể nào, ta không thể chết được. Cuối cùng hắn ta đã chết, nhưng tay vẫn còn nắm chặt cây rìu vàng. Và anh tiều phu đã lại gần để gỡ cây rìu đó ra. Anh chàng tiều phu đã trả thù cho đôi dân làng. Sau sự việc đó, kẻ sát nhân với một cây rìu bằng vàng đã chết và vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Nhưng giờ đây, dân làng phải lo sợ một kẻ sát thủ mới, đó chính là sát thủ cầm hai rìu. Và câu chuyện về rìu vàng, rìu bạc phiên bản kinh dị đến đây là hết rồi, cháu ạ. Ồ, bạn ơi, nhưng mà tại sao kết thúc lạ thế? Tại sao anh ta lại giết xong cái kẻ cầm rìu vàng rồi mà anh ta lại trở thành sát thủ bạn? Đã vậy là sát thủ hai cây rìu nữa chứ. Có khi nào bạn là anh ta đã bị cây rìu vàng khống chế và điều khiển sức mạnh rồi đó? Kiểu như vậy bạn, nên hắn ta đã trở thành một kẻ sát thủ thứ hai chăng? Mình nghĩ là thế. Bạn nào có sự nghĩ nào khác nhớ lại comment phía dưới nha. Được rồi, bây giờ là đầu năm các bạn, chuẩn bị là nghỉ Tết nha bạn. Thì mình chúc các bạn có một ngày Tết thật là vui vẻ nha. Rồi, có lẽ là mình sẽ dừng tập này tại đây thôi. Thì ok, nếu bạn có series này của mình thì đừng quên lại like, một share, đồng thời lại comment dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft ông nội cái chuyện là sao nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.